chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hoài Linh đăng ảnh bị thương nằm băng bó, Lưu Hoàng Gia Bảo cùng là Sao Việt xót xa, mong anh mau khỏi. Hoài Linh bất ngờ đăng ảnh chân bị thương phải băng bó, nhiều Sao Việt lo lắng xót xa. Mới đây trên trang cá nhân của mình, danh hài Hoài Linh khiến nhân tình ngỡ ngàng khi đăng ảnh chân anh bị thương phải băng bó. Theo như đệ nhất danh hài tiết lộ thì anh bị con gà đá, cựa của con gà đâm vào chân khiến chân anh phục nhiều máu phải băng bó lại. Hoài Linh viết trên trang cá nhân, cho nó ăn, nuôi nó lớn, nương niu nó như con đẻ của mình. Thế mà hôm nay nó lại phản mình, nó đá vào mình, không sao cả cuộc đời. Những cảnh éo le ấy là chuyện bình thường. Cũng chả thù hằn gì cho mệt vì nó không có tính người nên mình cũng không chấp, chỉ thấy đau thôi. Em không đá gà mà gà nó đá em hai, nó dứt em một cựa phun máu liền kỷ niệm 11 tháng 5 Canh Tý. Để sang năm Facebook nhắc lại xem lúc đó mày còn không nha con ác ghê. Quan sát hình ảnh có thể thấy vết thương của Hoài Linh khá nặng. Theo nhanh tiết lộ thì chảy ra nhiều máu. Nam danh hài cũng cho biết vết thương khiến anh rất đau. Ở độ tuổi của Hoài Linh, việc bị thương và chảy máu nhiều có thể phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của nam danh hài. Dẫu vậy, anh vẫn trí dẫn hài hước như tính cách của mình. Xem ảnh, khá nhiều khán giả và Sao Việt hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, khi nghe anh chia sẻ vết thương này chỉ là vết thương bị gà đá thì mọi người đã an tâm hơn. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều bình luận lo lắng và mong cho nam danh hài mau khỏe. Diễn viên Gia Bảo, trời ơi, ba mau khỏi nha ba. Á hậu Trương Thị May cố gắng mau khổ bố yêu ơi, con gái nhớ bố à. Khải Như thương anh tôi. Được biết Hoài Linh hiện đang sống ở đền thờ tổ, anh dành hầu hết thời gian trong ngày của mình để chăm sóc bảo quản nơi này. Hoài Linh sống hòa mình với thiên nhiên, trồng nhiều cây trái và chăn nuôi. Với anh cuộc sống như vậy vô cùng yên bình. Thỉnh thoảng khi có những chương trình đặc biệt Hoài Linh sẽ góp mặt. Anh hạn chế hoạt động nghệ thuật để nhường cơ hội lại cho đàn em và dưỡng sức cho bản thân.